Chính cái danh tại ngoại của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, chính cái danh bất khả đắc của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Hết quyển thứ 20.